Thì ra là hồi sáng thằng nó ra cà lép rồi, thằng luôn trong máy á, thằng chưa có lăn lên. Cái vừa có mít mít xào, mít xào dừa với lại heo quay nữa, cái mẹ kêu hạnh là lên cà lép cho cả nhà xem với lại thưởng thức cái món mới luôn. Hạnh xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh vlog Hạnh nha. Hôm nay Hạnh qua tới thui thui. Tại vì sao không? Buổi chiều nay tự nhiên cái mẹ hái cái mít xuống hàm lên cho mít nó chín rồi ha cả nhà. Xong rồi mẹ xào dừa lại á, xong rồi mẹ kêu Hạnh cuốn bánh tráng đi. Xong rồi quay lên cho cả nhà cùng thưởng thức với Hạnh luôn. Với lại là lần đầu tiên Hạnh ăn cái món này nha cả nhà. Mít hầm xào dừa. Lần đầu tiên ăn á. Hạnh mời cả nhà ăn chung với Hạnh cho biết cái mít xào dừa nó có mùi gì như thế nào luôn ha. Còn ở đây là heo quay, thịt heo quay ăn với bánh mì nha cả nhà. Mình cuốn bánh tráng với lại cái mít xào dừa nha, mình chấm với lại nước tương. Nước tương còn cái này là heo quay ăn với bánh mì, là chấm với lại nước này là nước của heo quay nha cả nhà. Mình cuộn với dưa leo, Hạnh giải khác nhau là nước ngọt. Bây giờ Hạnh mời cả nhà ăn cùng với Hạnh nha. Bữa nay sau lưng Hạnh tới thui à, cả nhà đừng để ý tới nha, đừng để ý tới món ăn của Hạnh này, đừng để ý tới sau lưng của Hạnh nó tới thui thui à, không thấy gì đâu. Bây giờ Hạnh ăn thử cái mít xào dừa này nhé. Cả nhà đừng có thắc mắc sao Hạnh nói là lần đầu tiên Hạnh ăn món này của mẹ Hạnh làm nha. Tại vì mẹ thì là mẹ chồng nha cả nhà, chứ không phải mẹ ruột nha, cho nên là còn nhiều món của mẹ Hạnh chưa có ăn lắm. Chứ cả nhà đừng thắc mắc, ủa mẹ mà sao mà có món mà con cái nó chưa có ăn. Thiệt là mẹ chồng á. Hạnh đường cái mồm mép nói chuyện tí li tì lanh gì đó, mẹ chồng rất là thương nha. Rồi bây giờ Hạnh cho cái mít hầm xào dừa này vô bánh tráng nha cả nhà. Hạnh cho chấm nước tương nha, nước tương Hạnh có xắt vô đây hai cái ớt. Hạnh chấm nước tương với lại nước heo quay ra thử cái món là cái nào ngon nha cả nhà. Hạnh mời cả nhà mít hầm xào dừa nha, lần đầu tiên Hạnh ăn món này. Cả nhà không biết có ai lần đầu tiên món này không nữa. Hạnh mời cả nhà nha. Béo quá nha. Mẹ xào có nước cốt dừa. Béo nha. Nhai chúng có hột mít đó cả nhà, nó béo béo, nó bùi bùi nha cả nhà. Cái hương vị béo của cái nước cốt dừa thì nó đặc trưng lắm nha. Thơm. Ngon lắm cả nhà. Nó ngộ ngộ béo béo mà béo ngậy cả nhà ơi. Cái món này chắc đắt hơn heo quay quá. Thiệt quá, cả nhà làm ăn thử nha, ngon lắm nè. Mẹ hầm lên cho nó chín rồi, cái xong rồi mẹ đổ nó ra cho ráo nước, rồi xong rồi xào lại nước cốt dừa cả nhà. Cả nhà làm thử ăn nha. Bây giờ Hạnh sẽ chấm cái mít xào dừa này với lại cái nước heo quay thử nha cả nhà. Thấy da sầu nó kêu không? Sao lưng Hạnh tới thui thui. Hạnh ngoài cả nhà là cái cuốn mít xào dừa chấm với nước heo quay thử nha. Có biến thì da sầu kêu mà áp luôn cái tiếng của Hạnh luôn. Thơm quá à. Chấm nước tương vẫn ngon hơn nha cả nhà. Chấm nước tương ớt á, chỉ ớt thôi nha, đừng có bỏ tỏi nha. Ngon à. Chấm nước tương ngon hơn cả nhà ơi. Giờ mình ăn heo quay ha. Cả nhà nè, đừng thấy sau lưng Hạnh tới thui chứ đừng có nghĩ ở sau lưng Hạnh có lùm bụi gì đâu, không có nha. Ở sau lưng Hạnh là cái đường đi. Ở phía sau nhà của Hạnh là có nguyên cái xóm nhỏ luôn á. Ở đây là cái đường đi kế bên nha. Chứ đừng nghĩ sau lưng Hạnh có lùm bụi tới thui, Hạnh ngồi ngoài này không an toàn, không phải nha. Sau lưng có đường đi. Bây giờ tới heo quay ha cả nhà. Heo quay Hạnh sẽ thắt một miếng bánh mì như vậy ha. Hạnh sẽ đưa cho bà heo quay vô đây, đưa heo quay vô chính giữa, thêm một miếng dưa leo nữa đây. Hạnh sẽ kẹp bánh mì lên ăn thôi. Ôi bóp cho nó nhỏ lại cả nhà ơi. Cái miệng nào cái miệng nào cắn được cái này. Chấm nha, chấm cho nó heo quay.
Hạnh mời cả nhà một miếng thịt heo quay, bánh mì kẹp thịt heo quay. Mời cả nhà nha. Trời ơi, nước nó nhiều quá vậy. Thì ra là hồi sáng Hạnh có ra cà lép rồi, Hạnh luôn trong máy á, Hạnh chưa có lăn lên. Xong rồi chiều này nè, bạn thân của mẹ á, cho mẹ heo quay. Còn mứt xào dừa này á, thì hồi chiều này mẹ xào lúc mà heo quay chưa có. Cái dừa có mứt, mứt xào dừa với lại heo quay nữa. Cái mẹ kêu Hạnh là lên cà lép cho cả nhà xem với lại thưởng thức cái món mới luôn. Cho nên là Hạnh mới quay tối như vậy nha. Thằng bữa Hạnh nó không quay tối như vậy ha. Ngon nè. Heo quay ở ngoài chỗ bạn của mẹ bán á, đắt hàng lắm. Hai người ít gặp nhau. Này là con có bạn thân của mẹ đem vô cho, chứ cái người đó không có vô được. Quán đó làm mà heo quay ngon á, đắt khách lắm à. Không thời gian rảnh vô á. Nên cầm heo quay vô cho, mà cho heo quay đặc biệt là heo quay ngon à. Heo quay nạc không à. Có nhà xem. Wow. Biết quay đồng là nạc không ấy nha. Bạn cút. Hạnh được hưởng té. Ngon. Trơn quá nè. Anh mời cả nhà miếng nước ngọt nha. Bữa nay quay hơi tới thừa rồi. Video đăng lên chắc lạ lắm nha. Quá. Ngon quá. Ngon quá. Được. Được. Bóp nó, bóp nó. Cái lưng Hạnh á, có đèn năng lượng mặt trời á. Hạnh giống dứt như vậy, cái nào tự nó sáng. Hấp ở miệng thôi nha, còn 2 phút đầu. Còn 2 nữa hả. Thôi nè, hấp ở miệng. Thường thường mình ăn ở miệng thịt là mình no quá, mình ăn hết ở miệng. Thơm quá. Thơm lắm nè.
thơm mùi nước cốt dừa. Cái mua mít nè cả nhà, nè cái mua mít đây, chạy tưng tưng nha, nó tuột dữ vậy. Cái mua mít à, mình thử à. Béo à, béo béo ngọt ngọt, bùi bùi của cái hộp á, ngon anh nhà ơi. Bạn làm ăn thử nha, mít xào dừa. Cái vỏ của cái hộp á này kêu mít này á, nó non tí nữa thì mới ngon. Cái này nó hơi hơi già, cái muối nó hơi bự á, cho nên cái hộp nó có cái sơ á. Nhưng mà anh thấy như vậy là ăn ngon tuyệt vời. Nó nhiễm nước cốt dừa nò ngon, xác định là bỏ cơm chiều à. Anh chuông cơm á, anh kêu anh quay, mẹ kêu anh quay, anh mới ra ra quay á, rồi chứ mà ăn cơm chiều rồi thì bó tay luôn, ăn không nổi. Lượng cá anh nói hay làm YouTube á, mang đầu mẹ không, mẹ không biết YouTube, YouTube là gì. Mẹ cũng hơi buồn buồn. Xong rồi Hạnh mới phân tích cho mẹ, với lại giờ ở trên mạng mẹ coi mình những cái clip của các bạn làm á. Rồi mẹ mới biết làm YouTube nào làm ở trên đó, làm ở trên YouTube như vậy đó, nói chuyện nên ăn uống vậy đó. Mẹ mới cho làm nha. Không rồi hả? Ở trong nhà là có chồng của Hạnh với lại mẹ của Hạnh là động viên cho Hạnh để Hạnh làm YouTube nha cả nhà, giữ con cho Hạnh á. Hạnh có hai đứa con rồi chứ bộ, một đứa 3 tuổi nha các bạn, một đứa 3 tuổi, còn đứa kia là được một năm 2 tháng rồi đó. Hai đứa chứ bộ, mỗi lần Hạnh ra video như vậy là mẹ chồng của Hạnh coi con giùm cho Hạnh đó nha. Hạnh được cái là mẹ chồng thương, với lại chồng cũng động viên cho Hạnh làm á. Đó là động lực của Hạnh để Hạnh làm YouTube. Nên các bạn xem video á, động viên cho Hạnh ha, một lượt đăng ký kênh ha, một lượt like cho cả nhà. Cổ vũ cho mẹ bỉm sữa. Bất ngờ chưa à? Hai đứa rồi đó. No. Nồi đã. Anh chào tạm biệt cả nhà nha. Nếu thấy yêu quý Hạnh cho Hạnh một like, một đăng ký kênh nha cả nhà, ủng hộ Hạnh nha cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye.